Xin chào, chúng ta đang theo dõi chương trình review đồng hồ của Duy Anh Watch và mình là Đức. Đã bao giờ các bạn nghĩ chỉ cần một mẫu đồng hồ kinh điển cũng đủ làm nên thành công của một thương hiệu? Và hôm nay Đức sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu đồng hồ như vậy, đó chính là chiếc Longines Hydro Conquest. Hãy cùng Đức khám phá nhé. Longines vốn là nhà sản xuất không thiên về các thiết kế thể thao. Họ ưu tiên sự thanh lịch, sang trọng với những dòng sản phẩm lừng danh như Elegance, Master hay mới đây có thêm Racket. Tuy vậy, với chỉ một mình Hydro Conquest, Longines đã đặt được dấu ấn của mình trong phân khúc đồng hồ thể thao. Có thể coi đây là chiếc diver tốt nhất trong tầm giá với thiết kế kinh điển cùng chất lượng tuyệt vời. Có lẽ chúng ta đã đều nghe đến chiếc diver số 1 thế giới là Rolex Submariner. Rất nhiều thương hiệu lấy cảm hứng từ đây để tạo ra những mẫu đồng hồ lặn cho riêng mình, nhưng Longines lại hoàn toàn khác. Họ đem đến một nét đặc trưng riêng cho Hydro Conquest, khác biệt về số đông, và đây cũng có lẽ là lý do vì sao đem đến thành công cho dòng sản phẩm này. Cảm nhận đầu tiên về sự khác biệt của Hydro Conquest chính là thiết kế của nó mạnh mẽ hơn hẳn các dòng diver khác. Đồng hồ lặn vốn là một kiểu đồng hồ thể thao, nhưng ở sản phẩm này Longines làm thoát lên cái chất thép cứng rắn như thể là nó được tạo ra dành cho hải quân vậy. Mọi đường nét đều cứng cáp, sắc sảo và cực kỳ khỏe khoắn. Có lẽ vì thế mà nó được mang cái tên Conquest, nghĩa là chinh phục. Không chỉ đơn thuần là một chiếc đồng hồ thể thao với mức độ chống nước cao và thang đo thời gian lặn như thông thường. Chính cảm hứng đó đã làm nên một chiếc Longines thêm phần già dặn, chững chạc hơn, hài hòa với tinh thần chung của thương hiệu mà nó đang mang trên mình. Nếu các bạn quan tâm thì có thể xem thêm video về chiếc Longines Military trên kênh YouTube của Duy Anh nhé. Đi vào những chi tiết cơ bản làm nên một chiếc diving watch, Hydro Conquest vẫn sử dụng bộ kim kích thước lớn, tích hợp dạ quang siêu sáng. Riêng kim giờ khá đặc biệt với phần dạ quang hình thoi. Thiết kế này là đặc trưng của thương hiệu Tudor, một thương hiệu rất là mạnh về đồng hồ lặn. Ba cọc số 6, 9 và 12 được làm nổi bật bằng kiểu số Ả Rập, đậm chất thể thao và rất là dễ quan sát. Các cọc số khác được thiết kế hình thang cân, hoàn thiện bóng với kích thước nhỏ để tôn lên vẻ đẹp của những chi tiết khác. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn có những chấm tròn chứa dạ quang như là những chiếc diver thông thường. Phía góc 3 giờ là tính năng lịch ngày, logo Longines ở góc 12 giờ và cái thông tin về mức độ chống nước rất cao lên đến 30 ATM được thể hiện ở góc 6 giờ. Tất cả đều nằm trên một mặt dial xanh được hoàn thiện với vân sunray rất là đẹp khi quan sát ngoài trời. Phía trên là lớp kính sapphire nguyên khối được phủ chống lóa ở bên trong. Chúng ta sẽ có cả phiên bản màu đen cho chiếc này nữa. Nhìn rộng hơn thì vành benzen được thiết kế chuẩn mực của đồng hồ lặn với màu sắc trùng với mặt số. Ở phía bên cạnh phải chúng ta có núm chỉnh giờ với logo của Longines với tính năng là khóa an toàn. Trước khi chỉnh giờ thì chúng ta cần xoay núm để mở khóa, sau đó thì mới có thể rút ra để chỉnh giờ được. Như các bạn đang thấy ở đây, đó, mình phải xoay núm và sau khi chỉnh xong thì chúng ta ấn lại và khóa núm để đảm bảo chống nước. Dây và vỏ thì đều được làm bằng thép không gỉ, kiểu dây Oyster kết hợp giữa phay xước và hoàn thiện bóng ba mảnh, nhìn rất là khỏe khoắn. Nhìn sang mặt đáy thì khu vực này được dành toàn bộ cho logo của Longines, nhưng không phải là logo hiện đại như ở mặt trước, mà là logo gắn bó với thương hiệu này từ năm 1889 cho đến trước năm 1900. Các bạn có thể quan sát kỹ hơn nhé. Về cảm giác lên tay thì với size mặt là 41mm, khá phổ biến trong dòng diver, thì chỉ cần có chu vi cổ tay khoảng 16cm trở lên là đã có thể đeo rất đẹp rồi. Với những ai mà mới dùng kiểu đồng hồ này thì trọng lượng hơi nặng một chút, sẽ có cái cảm giác là chưa quen, nhưng về sau thì sẽ rất là đầm tay. Mẫu này cũng không quá dày nên là vẫn có thể diện cùng áo sơ mi được. Nhìn chung đây là một chiếc diver vừa thể thao vừa sang trọng nhưng lại có chút gì đó rất là quân đội. Ở tầm giá khoảng 30 triệu thì đây là một ứng viên không thể bỏ qua. Các bạn nghĩ sao về Hydro Conquest của Longines? Hãy chia sẻ cùng Duy Anh nhé. Và nếu yêu thích mẫu sản phẩm này, hãy đến với các showroom của Duy Anh để cảm nhận. Còn bây giờ, Đức xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.